thì em lại về thêm được cho mình một chiếc xe mang nhãn hiệu là Kia, một chiếc xe Kia Morning form dáng hatchback cực xinh, cực nhỏ gọn cho em, với lớp sơn màu trắng cực đẹp nhé. Hiện tại thì em nó đang là biển 98 rồi. Vâng, em đây Hương Ô Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong những buổi báo giá và livestream thì rất là nhiều khách hàng đã hỏi em về một chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn để mua cho lóc nhà nhà mình, có thể đưa đón con đi học cũng như là chạy gia đình quá là ok này. Thì hôm nay em về thêm được cho mình một chiếc xe Kia Morning đời 2016 số sàn mà giá chỉ có 200 triệu tròn thôi nhé. Chỉ có 200 triệu tròn thôi. Thì bây giờ em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em ngắm chi tiết nào, ngắm tổng thể luôn đi nào. Đèn thì đèn halogen siêu sáng rồi, có đèn gầm cho em, mặt ga lăng cất rất là chất luôn, đặc trưng của Kia này. Với chiếc xe Kia Morning này thì là hai bánh trước đã trang bị cho em là phanh ABS chống bó cứng, hai bánh sau vẫn là phanh tang chống. La răng thể thao đẹp rồi, lốp còn rất là mới này. Và điều đặc biệt là gầm bệ của em này thì không hề bị mục mọt. Cam kết cho mình là không đâm đụng, không gặp nước rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Gương kính thì em cũng cam kết là liền đời theo xe cho em, gương kính cục chỉnh cho em rồi. Táp ly 4 cánh cửa đây, một chiếc xe mộc nhất. Vừa xuống xe phát là em quay cho mình luôn, nên là nó có hơi bị bụi một chút này. Hơi bị bụi một chút nhưng khách hàng cũng thông cảm cho em luôn nè. Chủ yếu là xe đẹp luôn. Một chiếc xe đẹp luôn. Với táp ly cửa thì không hề bị mòn bóng này. Táp lô cũng vậy cho em luôn nhá. Phần táp lô các bác nhìn cho em này, chỉ có 200 triệu là sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning form dáng hatchback số sàn, có cam lùi, cam hành trình và màn hình giải trí đầy đủ này. Với cái bản này thì chưa có túi khí an toàn, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái chức năng, những cái tiện ích cho mình rồi. Ghế da các bác nhìn này, ghế da còn rất là chắc chắn và là thiết kế dạng thông hơi như thế này nên nó rất là thoáng này. Riêng đặc biệt ghế bác Tài thì bác Tài đã thêm cho mình một cái áo với những cái hạt gỗ massage để cho đỡ bị nóng lưng đúng không ạ? Thời gian vào cái mùa miền Bắc như thế này thì thời tiết nó nóng. Điều hòa có thể mát phía trước mặt nhưng mà phần sau lưng có thể là cái phần da nó sẽ hơi nóng, nên bác Tài đã ốp cho em nó một cái áo da mới rồi. Gương kính thì liền đời nhá, đời 2016. Nói chung những bác nào mà có yêu thích sự tiện nghi thì không tốn xăng, vì với một trang bị động cơ chỉ có 1.2 thôi thì rất là tiết kiệm cho mình. Mua cho vợ đi cũng ok luôn này. Tất cả những cái phần này thì ốp cho em mạ giả vân carbon cho nó sạch, chứ không phải là che khuyết điểm hay làm gì cả. Chủ yếu là các bác cứ thích ốp lên cho nó sạch, giống như là mình mua cái điện thoại về ốp cái màn hình cường lực lên để cho nó chống sức, cho nó đỡ bẩn thôi, chứ không phải là vỡ màn hình đâu mà mình ốp đúng không ạ? Chân là chân lỉ nguyên zin đẹp nhưng mà có bọc ni lông rồi nên là rất là sạch sẽ. Ghế da hàng ghế thứ hai cũng vậy luôn, ghế da chắc chắn đẹp cho em, kệ bước chân lên xuống cũng cho cọc bọc cho em cái mạ giả vân carbon nhá. Quay cho mình luôn từ như từng con ốc nhái này, lốt bấm linh tán này em cũng quay cho mình luôn. 200 triệu, inbox ngay qua Zalo cho em, vì em nghĩ trong này về sẽ là bay ngay. Kia Morning, Hyundai i10 là những cái dòng xe mà cứ về phát là bay luôn, thông dụng phổ thông mà, con cưng quốc dân đây. Cam lùi đầy đủ rồi, cam hành trình có luôn, màn hình giải trí cũng có, chỉ thiếu là không có túi khí thôi. Bản này thì chưa có túi khí. Đời 2016, đời khá là cao. Cốp phía sau của chiếc xe Kia Morning bản hatchback thì cũng vừa phải, nhưng mà có đầy đủ là dụng cụ tăng kích nốp này, lốp sơ cua, sàn bệ rất là sạch sẽ cho em nhé. Đây, nhìn từ cốp thông thẳng một phát lên khoang chính này, màn hình giải trí này, lắp cốp đây, keo chỉ ghi luôn, keo chỉ còn rất là đẹp luôn, chỉ có 200 triệu thôi. 0354602790 là số mà em Hương luôn để dành giao dịch cho mình. Cụm đèn hậu phía sau thiết kế chữ V ngược như thế này, hai chiếc V chéo nhau, cam lùi và có đèn gầm nhá. La răng thể thao đẹp rồi. Ghế da cực kỳ chắc chắn đẹp cho em. Ngồi vào hoàng ghế thứ hai như thế này, các bác thấy này, với một cái chiều cao 1m7 như em mà ghế em đã hạ hết về đằng sau như thế này mà ngồi rất là thoải mái luôn nhá. Màn hình giải trí có, bọc ly lông, ghế da chắc chắn rồi. Vâng, một mẫu xe gia đình, một mẫu xe quốc dân cho mình luôn ạ. Quay ốc bản lề cho mình bên cánh cửa luôn. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế nhá. Táp ly cửa thì không hề bị mòn bóng. Vâng, em đã nói rồi, có hơi bụi một chút thôi, là vì xe mộc em chưa rửa dọn gì. Em quay cho mình luôn. Bốn quả loa to bản trang bị bốn bên cánh cửa này, móc khóa cửa này, gioăng này, các bác nhìn phần gioăng nhé, cũng còn nguyên đẹp cho em, không hề bị rách đâu.
lẹp chân kính, góc mạ cờ đôm, gương kính thì từng chi tiết gương đều là liền đời theo xe cho em sẽ quay chi tiết cho mình. Có cả vì chắn mưa đầy đủ luôn rồi. 200 triệu, một số tiền không phải là lớn cũng không phải là nhỏ, nhưng mà sở hữu được một chiếc xe ô tô tránh mưa tránh nắng cho gia đình nhà mình rất là ok luôn. Đây ạ, hàng ghế bác Tài đây nhá. Bước vào xong khoang hàng ghế của bác Tài đây, có cái bệ để đồ như thế này, vừa để nước cho mình này, có sạc 12V sấy sưởi kính này, lấy gió 3 vị trí này, điều hòa 4 cấp sấy sưởi kính đầy đủ cho em luôn. Những thanh gió điều hòa từ những cái lúm nhỏ nhất vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường, không thiếu một cái gì, chỉ thiếu là không có túi khí thôi, chứ còn màn hình cam lùi. Gương đây các bác nhìn, gương này đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi quay về khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning này. Khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning này với form dáng hatchback thì khoang động cơ cũng sẽ nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Đây, trước khi đóng cửa em quay lốt cho mình này. Tích cơ để tuần suất đây, móc khóa chốt cửa này, từng con ốc bên cửa lè, bên cánh cửa đây. La răng các bác nhìn nhá, la răng thể thao cho em phanh ABS chống bó cứng, hai bánh trước và dàn lốp thì rất là mới luôn. Đời 2016. Những bác nào thật sự yêu thích dòng Kia Morning này thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số hotline 0354602790. Đây là số điện thoại duy nhất mà em Lê Hương dùng để làm tất cả những cái giao dịch, những cái cuộc gọi mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng nhé. Kết nối Zalo cho em vào số này luôn ạ. Đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Morning đời 2016, số sàn, trang bị động cơ 1.2. Quay góc nghiêng phần tay đèn cho mình, tự ụ giảm chấn giảm sóc này, không hề bị móp méo này. Khoang động cơ máy móc rất là đẹp luôn, khô đét, phanh ABS này, những cái này chỉ là bụi thôi các bác nhìn này. Nếu như em rửa dọn đi rất là sạch sẽ luôn. Và em sẽ hứa là khi các bác nhận xe em sẽ rửa dọn sạch sẽ cho mình luôn nhé. Đây, quay luôn cho mình cánh cái phần keo chỉ lắp cabo này, những cái nút của nhà sản xuất này, những cái lúm cao su này, giảm chấn giảm sóc còn đầy đủ cho em. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Kia Morning đời 2016 em đang bán chỉ có 200 triệu, trang bị động cơ 1.2, số sàn. Những bác nào thật sự quan tâm và yêu thích dòng Kia Morning nhỏ gọn này, nhấc máy lên và gọi cho em 0354602790. Đừng quên kích một nút vào thích trang Lê Hương ô tô Hải Dương của em, cũng như là bật quả chuông thông báo lên khi em update những video lên, thì khách hàng nhà mình sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy những video và những dòng xe nào, tầm tiền nào, phân khúc nào, cũng như là mục đích sử dụng nhà mình mà hợp lý thì có thể kết nối với em nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo ạ.